nghĩa chuyện. Xin mời các bạn tiếp tục xem xét đấu thứ hai, trận đấu giữa Châu Thành và Dương Minh Châu nha các bạn. Phía bên đây lưới là đội Châu Thành. Quá gắt. Đó là pha đá bóng của Bình điểm cho Sĩ Đăng 1-0. Phía bên kia lưới gồm có Sĩ Đăng bên phải, Tính Chu bên trái, Nghĩa chuyền. Chuyền hai và Bình giữa nha các bạn. Điểm 1 đều. Vẫn còn. Với sức bật cao và kinh nghiệm thì Sĩ Đăng đã chiến thắng pha bóng vừa rồi nha các bạn. Điểm 2-1. Phía đây thì biên trái là Hậu, biên phải là Chí Linh. Đây nè, còn cái nè, bên chỗ còn là Tung. Vẫn còn. Sĩ Đăng vẫn còn. Đi đâu lấy? Đi Sài Gòn lấy. Điểm cho Sĩ Đăng. Đâu rồi? Chúng tôi đến giờ. 3-1 không đâu. Điểm 3, 1. Vẫn còn. Tính Chu. Quá hay. Quá hay cho Hậu tay trái. Điểm 2, 3. Bông hỏng. Điểm cho Sĩ Đăng. 4-2. Mày bu bu lại lo cho mày Tung. Chẳng ngồi chờ Tung chứ nó dọc. Hậu. Bóng không qua lưới. Tiếp tục là điểm cho Sĩ Đăng. 5-2. Cách biệt bây giờ là 3 điểm. Chí Linh. Ở trong bóng hỏng của Tính Chu. Điểm 3-5. Điểm cho Sĩ Đăng. 6-3. Quá bò rồi. Đó là pha đá bóng của Chí Linh. Trong những cầu thủ trẻ của Châu Thành nha các bạn. Phát bóng ngoài. Điểm cho Sĩ Đăng. 7-4.
Rồi pha đập bóng ra ngoài. Điểm cho Sĩ Đăng 8-4. Cách biệt là bây giờ là 4 điểm. Phía bên Châu Thành nhận thấy có sự thay đổi vị trí nha các bạn. Chí Linh đã vào mũi giữa. Hậu vẫn là những và cổ tay khá mạnh của hậu vệ trái nha các bạn. Điểm 5-8. Rất tiếc, rất tiếc cho pha bỏ bóng vừa rồi của Sĩ Đăng, bóng ra ngoài. Điểm 6-8. Vẫn còn. Điểm cho Sĩ Đăng 9-6. Quá hay. Điểm 7-9. Quá đẹp. Có lẽ Sĩ Đăng lực đánh đã giảm đi vài phần rồi. Bo hết rồi. Ôi dục bếp một rồi. Tiếp tục là điểm cho Sĩ Đăng 11-7. Bật quá cao rồi. Điểm 8-11. Và bóng cuối cùng của Tính Chu dội bóng dội tay trắng ra ngoài, cũng kết thúc set đấu thứ hai. Phía bên Sĩ Đăng thắng nha các bạn. Trận đấu vẫn chưa kết thúc ở thi đấu thứ hai này. Có khả năng là hai đội sẽ vào thi đấu thứ ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.